con cô chú anh chị đã đến với kênh Truyền Thanh TV. Thì sáng nay là Truyền Thanh có mặt tại xôi xéo của Ngô Dung. Thì hôm nay có một cái món xôi đặc biệt tết lại nha cả nhà, xôi xéo cua gặp, mà cả nhà đón xem nha. Thank you.
Được không?
có là đủ anh ơi, giờ làm gì đây? Ba xẻ ba bắp đó. Giờ ba bắp nữa là đủ đúng không? Ờ đúng rồi. Xong rồi em làm cho anh thập cẩm nha. Đợi xíu nha mọi người ơi. Dạ cảm ơn gì? Bắp đi chưa nó xéo rồi. Ờ bắp nữa. Ba bắp nữa. Tay yêu cầu bằng bằng đĩa đổ luôn nha. Một tay hơi bị ấy đúng không? Cho cái bé đồ bên trong hết luôn. Ở trong nên này để ở trong học á, trong học nè. Lên chả Út ơi. Thank you.
đen. Ok. Mười lần đúng không? Mười lần còn 13 đó. 13 là 23, 3, 3, 6. Đây 10 em làm thôi, cứ để lên kia đi. Cho nó về đến. Thank you.
Yeah.
xéo, con là 2 xéo đúng không? Chắc là 3 xéo. Thank you.
cực hơn bán với hộp anh ha. Lá chuối về mình lau chùi mình xách theo khuôn nữa. Còn là hộp là mình lấy về là mình để hộp mình bán nó khỏe hơn. Không mà lá chuối mình về mình phải lau lại rồi. Đúng rồi, mình cắt ra. Đúng rồi, mình cắt nhỏ ra.
từ từ. Bye.
Em cảm ơn ạ. Em bán ở Tân Phú mọi người ơi. Bình nắng giờ nó chiếu vô tới đây luôn ghê anh ha. Bình thường là nó đâu có tới đây đâu. Nắng nó đi theo em hay gì á. Nó xây theo hàng tháng, hàng tháng. À, dạ. Hàng tháng nắng nó đi xếp xếp. Dạ. Dạ rồi ạ. À, của anh đổ 4 phần đây ạ. Dạ. Rồi. À, của anh một. Dạ anh sao gì anh ơi. Dạ, lấy bên đây bán trước cho anh đi cho anh đi. Dạ, dạ đây, đây em làm liền. Em làm nhanh. Dạ 15 anh ơi. Cảm ơn anh ạ. Thôi giờ mới được nghỉ tay. Giờ mới được nghỉ tay một xíu. Là một tăng mấy tiếng hồ luôn rồi. Dạ. Rồi chào khán giả cái đi mình dạ. Hẹn gặp lại. Dạ hẹn gặp lại mọi người. Bye bye mọi người. Cho xin địa chỉ đây luôn đi. Dạ địa chỉ của em là 188 Trương Vĩnh Ký, Tân Sơn Nhì, Tân Phú nha cả nhà ơi. Em mời mọi người đến đây ủng hộ em nha. Cảm ơn ạ. Bye bye.